Thanh Giang xin kính chào quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Văn hóa và Giáo dục hàng tuần. Và tiếp theo vào đề tài tuần trước là xoay quanh chị nhà, bây giờ đi vào phần 2, Thanh Giang xin đi ngay vào chương trình với giáo sư Trần Ngọc Dụng. Thưa giáo sư, cái chữ có, trong tiếng Việt Nam của mình có những cái chữ mà mình đảo ngược thứ tự thì nghe nó vẫn hiểu được giống nhau. Nhưng mà có những chữ khi đảo ngược thì nó không có ý nghĩa gì cả, hoặc là nó hoàn toàn khác. Bây giờ đến nói đến cái chữ nhà, mình nói đến nhà quê, quê nhà, hai chữ khi mà đảo ngược như vậy nó không có cùng một nghĩa với nhau, phải không ạ? Dạ vâng, có nhiều chữ tiếng Việt mình nó, tôi đặt trong cái cuốn mà Cẩm Nang Ngữ Pháp tiếng Việt của tôi á, tôi đặt nó là binomial. Thì binomial nó có ba loại. Một cái loại thứ nhất á, có thể thay đổi nghĩa, thay đổi vị trí mà không thay đổi nghĩa. Cái loại thứ hai, thay đổi vị trí thì thay đổi nghĩa. Và loại thứ ba, không thể thay đổi vị trí. Đó. Và cái loại thứ nhất gọi là cái unchanged, the meaning unchanged, nghĩa là binomial, tức là không thay đổi. Ví dụ như là ví dụ như là chị Hè tự nhiên quên, già rồi quên thưa cô. Nhưng mà rõ ràng nó là không thay đổi vị trí mà không làm thay đổi nghĩa. À, bảo đảm với đảm bảo nó có giống nhau không ạ? Dạ, đối với người Việt cái nó khác nhau. Dạ. Tôi rất tiếc tôi không đem tôi cái cuốn ngữ pháp ở đây, cái Cẩm Nang Ngữ Pháp tiếng Việt ở đây, chứ thì có thì tôi sẽ đem. Tôi có ba loại đó. Bây giờ cô hỏi tôi cái nhà quê về quê nhà, tức là cái loại thứ hai là thay đổi vị trí thì thay đổi nghĩa. Yeah. Nhà quê là rustic là cái người, nghĩa là countryman đó, cái người anh chàng nó là sống quê mùa cục mịch. Có tính chất như thế là ngôn không nghe, có được văn minh, mộc mạc, tất cả thứ tùy theo. Ví dụ cái anh chàng nhà quê, đừng nói với cái thằng nhà quê đó, thì về như có là nó kiến thức nó hẹp hòi, kiến thức nó yếu kém, thì mình có vẻ ý sinh việc. Nhưng mà tôi ở nhà quê, đến 14 tuổi tôi mới ra thành phố, thì cái đó tôi mới nói là nó là cái nơi, cái vị trí và cái cuộc sống của cái chỗ đó, tôi ở nhà quê nó vậy. Nhưng mà quê nhà của tôi là ở La Nam, chẳng hạn vậy, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vậy cái đó là cái homeland của tôi. Yeah. Khi mà tôi nói đến quê nhà tôi, tức là tôi nói về homeland hay motherland hay là cái nơi xuất phát của tôi sinh ra và lớn lên, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi ở đó. Hoặc là cái nghĩa, cái cách cái thứ hai mà có thể thay đổi là cái gì, chữ chân bàn và bàn chân, cô thấy là cái đó thay đổi nghĩa không? Cái loại đó là loại mà gọi là loại thứ hai. Cái loại thứ ba mà không thể thay đổi được, ví dụ như ánh sáng, cô không thể đổi thành ánh sáng ánh được, đại khái vậy. Thì tôi quên cái loại thứ nhất đi, nhưng mà rõ ràng nó là tôi có ghi rất rõ trong đó mấy ba loại trong cái đó. Thì cái nghĩa tiếng Việt ở đây á, thì là phải nói rõ thêm một cái danh từ ghép của tiếng Việt. Danh từ ghép nó đi với nhau, mà hồi nãy tôi có thưa nó là cái nghĩa, sự dung dị của từ ngữ. Cái chữ nó có nhiều nghĩa, và chữ nó đi ghép với chữ này thì nó ra cái nghĩa nào mới. Thì đó là những cái cách mà chúng ta cần phải nắm vững cái cấu trúc về từ ngữ tiếng Việt, lexicon structure của tiếng Việt. Dạ, yeah, cảm ơn thầy. Thưa thầy, bây giờ chúng ta nói đến cái chữ nhà trong ca dao tục ngữ hoặc là thơ văn. Thanh Giang có nhớ một bài thơ rất là nổi tiếng của bà Huyện Thanh Quan, đó là bài Qua Đèo Ngang. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây trên lá đá trên hoa, long không dưới núi tiểu vải chiếu lác đác bên sông dợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra, dừng chân đứng lại nhìn non nước, một cảnh tình riêng ta với ta. Thì trong cái bài Qua Đèo Ngang đó có nhắc đến ba chữ mà nói đến nhà, nói đến quê hương,
trước kia là cái chữ nhà của lom khom dưới núi tiều vài chữ lác đác ven sông dở mấy nhà, rồi cái chữ quốc quốc, mà chữ quốc quốc trong cái bài thơ đó viết đúng phải là chữ chữ cu cu u, nói đến quê hương phải không thưa thầy, chứ đâu không phải là quốc là con chim quốc mà viết bằng chữ c phải không ạ? Dạ, cái thưa cô, cái chữ quốc quốc rồi cái gia gia nó có hai cái lối để mình có thể diễn dịch. Bởi vì tại sao dưới có gia gia mà trên là quốc quốc? Vậy thì nếu mà chúng ta nghĩ cái chữ quốc quốc là tên của một loài chim, loài chim đó thường hay quốc quốc là để nói lên cái sự nối tiếc bị mất nước mà phải trở thành hóa thành con chim mà thì bay rồi buổi tối la lên đó. Thì cái chữ gia gia nó đi với cái tiếng kêu não nề của con quốc đó. Còn nếu mà cho mình nghĩ theo cái nghĩa khác á, chữ quốc trên này là nước á, đi với gia với là nhà. Thì nó có hai cái lối nghĩa, hai cái nghĩa đi với nhau. Vì vậy cho nên là trong cái cuốn 2 mà ngữ pháp văn phòng của tôi có nói về cái chuyện này, tức là người ta dùng nghĩa đôi để người ta dùng. Nếu mà anh hiểu theo cái lối này thì nó phải đi theo với cái này để hai cái nó hợp lại với nhau mới có nghĩa. Và nếu anh đi theo cái lối này thì anh phải hiểu cái chữ này theo nghĩa kia thì hai cái nó ráp với nhau. Và cái đó là một trong những cái đặc tính rất hay của tiếng Việt thưa cô. Thế trong ca dao tục ngữ Việt Nam mình còn có những cái câu nào khác mà tiếng Mỹ nó tương đương không thưa thầy? Dạ thưa cũng có chứ. Ví dụ như mình có những chữ về tục ngữ thì ca dao tục ngữ thì mình có những chữ truông nhà hồ. Nhà đó là dòng họ. Truông nhà hồ. Dạ. Chữ truông là quý vị cái chữ hist đó. Chữ hist là cái nơi mà nó có những cái nơi trú ẩn cho những cái đứa mà nó giặc cướp rồi nó đi ra nó chặn đường người ta, chặn đường khách để mà nó cướp bóc rồi nữa. Thì mình có yêu em anh cũng muốn vô nhưng mà sợ truông nhà hồ, sợ phá tam giang ngày nay đã cạn, truông nhà hồ nội tán cấm ngăn. Thì trong cái cuốn ca dao tục ngữ này của tôi thưa cô, kỳ trước tôi có thưa với quý vị là làm 3 tập, bữa nay tôi mới in được tập 1 đây. Thì tập 1 này gồm có văn hóa, văn vật và lịch sử. Thì những cái gì mà truông nhà hồ nào tội nội tán giống cấm ngăn đều có trong này hết. Thành ra thì thưa cô, những cái liên quan đến giữa nhà mà liên quan đến lịch sử thì trong này đã có. Dạ vâng. Có những cái câu ca dao tục ngữ nó gần gũi với lại đời sống bình thường của chúng ta hơn. Thí dụ như Thanh Giang nhớ bài câu nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Cái đó nói lên một cái đời sống mình phải ăn ở cho nó sạch sẽ phải không ạ? Dạ. Và nhà sạch thì mát đấy có nghĩa là nơi mà mọi người trong gia đình mình tụ họp lại với nhau, mình giữ được cho nó sạch sẽ thì là đâu ra đó. Dạ đó thì cái nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm thì thưa quý vị đó là cái câu mình tôi gọi là tục ngữ, proverb. Cái proverb là cái câu, có một câu thôi và họ nói lên được cái tính chất là làm thế nào để có một cuộc sống là vệ sinh, cuộc sống đúng nghĩa thì chúng ta phải nên đừng ở dơ ở bẩn. Tôi cũng muốn thưa quý vị, tôi muốn bắt chước ông già 93 tuổi mà ở dơ nhất thế giới, cô biết ông đó không? Dạ không ạ. Ai vậy ạ? Cô vô internet cô đánh là the dirtiest man of the world và ông này 93 năm không có tắm. Wow. 93 năm không tắm. Và người ta khuyên ông tắm hoài à. Cuối cùng thì ông chịu tắm. Nhưng mà cô biết sao không? Sau khi ông tắm, ông chết. Vì ông sạch quá rồi ông chết. Ông ở giờ 93 năm ông không chết.
Như vậy có nghĩa là giáo dục của ngay từ thuở nhỏ chứ không phải là ông sinh ra mà ông đã có được cái ý muốn hoặc là cái suy nghĩ như thế phải không ạ? Dạ, thành ra tôi Wow. nhân tiện đây tôi nói nhà sạch thì mát, bác sạch ngon cơm, thưa quý vị. Bây giờ mình quen thói ở quen cái tật ở dơ rồi mình cứ xả hết rồi đó, mình thấy cũng vui rồi. Nhưng mà không có hợp với cả xã hội thì họ muốn sạch sẽ, ai cũng muốn sạch sẽ chứ không phải chỉ có một, cả thế giới thì có một ông thôi, ông ở dơ thì phải chịu thôi, chứ cả 8 tỷ người mà 8 triệu người có một người ở dơ thì cái chuyện đó là hoàn toàn rất ngoài lệ. Thành thưa cô. Đúng ra ông đó sẽ là một người mà đi cổ súy cho cái vấn đề ô nhiễm môi trường không là vấn đề phải Đúng rồi, không là vấn đề không phải ông. ạ? Dạ. Xin quý vị vui lòng đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài quảng cáo.